Thưa quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đạt mục tiêu phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương cùng các bộ ngành liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông ra gia soát xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh đẩy mạnh khai thác sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải nhất là vận tải hành khách kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động các bến xe ô tô khách đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tăng cường hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trong đó tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề các nhóm hành vi mà bộ công an đang chỉ đạo trong thời gian qua từ ngày 15 tháng 10 năm 2023, những người có giấy phép lái xe hạng B2 hoặc A4 cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 trở về trước sẽ phải đổi giấy phép lái xe theo quy định, nếu không có thể sẽ bị phạt tới 12 triệu đồng. Sau đó, những người có giấy phép lái xe hạng B2 hoặc A4 cấp vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 hoặc trước đó sẽ phải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe mới trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Sau thời hạn này, giấy phép lái xe cũ sẽ không còn hiệu lực và người điều khiển phương tiện có thể sẽ bị phạt. Theo quy định, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sẽ bị xử phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng, đối với giấy phép lái xe hết hạn dưới 3 tháng, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng, đối với giấy phép lái xe hết hạn từ 3 tháng trở lên. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện xử phạt nguội bằng camera trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã được nâng lên, từng bước hình thành sự tự giác chấp hành quy định của người dân khi tham gia giao thông. Với 35 mắt camera bố trí tại những vị trí phức tạp về trật tự an toàn giao thông, những hình ảnh vi phạm sẽ được tự động nhận dạng và lưu trữ, truyền về trung tâm điều hành, làm căn cứ để tiến hành xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy quá tốc độ, không một lỗi vi phạm nào bị bỏ qua. Ngoài tác dụng xử phạt nguội, hệ thống này còn hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác chỉ huy điều hành, nắm bắt thông tin nhanh, những sự cố ồn tắc hay tai nạn giao thông để có phương án giải quyết kịp thời. Tính từ ngày 1 tháng 4 đến nay, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa đã phát hiện hơn 1.100 trường hợp vi phạm, thực hiện xác minh, gửi thông báo vi phạm hơn 600 trường hợp, ra quyết định xử phạt đối với gần 500 trường hợp, nộp các bạc nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Thực tế, việc xử phạt nguội được triển khai phổ biến đã có tác động không nhỏ đến việc chấp hành quy định của người dân khi tham gia giao thông. Nếu như trước kia với tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông thường được thực hiện khi có lực lượng chức năng thì hiện nay, người dân đã tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Từ khi đội giao thông thành phố triển khai lắp đặt camera xử lý phạt nguội thì ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên và chấp hành. Riêng bản thân tôi khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh, không vượt đèn đỏ, không dừng đỗ những nơi có biển cấm. Sau hơn nửa năm triển khai cái kế hoạch xử phạt nguội, thì đối với các hành vi vi phạm mà phát hiện qua cái hệ thống giám sát đến tính đến thời điểm hiện tại thì đã giảm so với thời gian trước. Trong thời gian tới thì công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa triển khai hệ thống giám sát để thực hiện giám sát các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hình thức xử phạt nguội mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp lực lượng cảnh sát giao thông tiết kiệm nhân lực, công sức trong công tác tuần tra xử lý vi phạm và quan trọng nhất là góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông từ đó giảm thiểu từng bước hạn chế các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.